Kính thưa quý vị, ngày 16 tháng 11, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người làm lây lan dịch bệnh COVID-19 xảy ra tại cơ sở kinh doanh cà phê Toàn Hảo, địa chỉ thôn Yên Nội, xã Đồng Quang. Hôm 13 tháng 11, qua khám sàng lọc và lấy mẫu test nhanh, lực lượng y tế phát hiện 6 trường hợp là nhân viên phục vụ tại quán này dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an và các đơn vị chức năng đã truy vết, điều tra dịch tễ, xác định ban đầu có 22 trường hợp tiếp xúc gần và lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội. Đến ngày 14 tháng 11, kết quả điều tra dịch tễ khẳng định trường hợp lây nhiễm đầu tiên là NTTP, 27 tuổi ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, nhân viên phục vụ của quán. Đến sáng ngày 16 tháng 11, ổ dịch trên lây lan ra tổng cộng 35 trường hợp F0, cùng với đó có 331 trường hợp F1 và gần 1.000 trường hợp F2, F3. Đây là một trong những địa điểm làm lây lan nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Quốc Oai đang tích cực điều tra, củng cố hồ sơ để nhanh chóng xử lý các cá nhân có liên quan theo đúng quy định. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.